đấy nhỉ. Thế là trong nghề chúng ta sẽ nhỉ, người ta sẽ đặt câu hỏi là nhỉ, ý của ông tác giả nói là gì chẳng hạn, thì mình phải tìm đoạn đấy 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 nhỉ. Đó, thế là chúng ta có về học tiếng Việt ấy một chút, đấy nhỉ, đọc hiểu sách tiếng Việt một chút. Thì cho đến khi chúng ta đọc xong tiếng Nhật thấy à người ta đang diễn giải theo thế này thế này thế này, chắc chắn là đọc này thằng này đang nói cái này. Và có khi mà chúng ta học tiếng Việt nhiều, đọc nhiều sách liên quan đến môi trường hay là y tế này, nó có nhiều cái vấn đề nan giải của xã hội ấy, thì trong những cái bài đọc nó đang giải thích cái vấn đề nan giải của xã hội ấy, nhiều lúc chúng ta thì đọc sách tiếng Việt chúng ta hiểu cái câu chuyện đấy rồi, môi trường là vấn đề gì, à vấn đề là vấn đề đã bán chắc chắn là không này đó, y tế là có vấn đề này chắc chắn là đó đáp án này rồi. Thế là gì nhỉ, chúng ta chắc chắn nhiều lúc không cần đọc đâu, tìm được ra đáp án đấy, đấy là cái mẹ của chúng ta học. Ok, mẹo đọc hiểu nhiều đấy, bây giờ nói ra đây chắc là hết thời gian đấy. Ví dụ như là đôi khi có những cái bài tạm bưng người ta hay nói là ý kiến của tác giả là gì. Thế thì nó có một cái mẹo gần đây, bây giờ thì hai anh em đang tổng hợp lại, chưa có thời gian làm video. Ví dụ có những cái đoạn là gì nhỉ? これは何々ではないだろう hay là no である hay là no です thì thường cái phần đấy nó là ý kiến của tác giả ấy mà. Nó có rất là nhiều mẹo luôn. Thế nên là đọc nhiều sách, tìm nhiều sách, đọc, đọc thế chứ. Còn để có thể phát âm tốt thì bí quyết duy nhất của mình đó là shadowing được. Shadowing được là gì nhỉ? Là đọc nhiều bạn nhiều lần. Chúng ta nhạc theo giọng của bản địa, có thể qua video hay là qua những cái mà file mà nó chuyên dụng cho shadowing ngữ ấy. Họ bật nó đọc đi đọc lại nhiều lần, mình cứ đọc theo sau đó luôn. Ok, chúng ta sẽ cho một câu hỏi cuối cùng đây. めっちゃ、めっちゃね、とてもね、点滅、あ、点滅、
hay như thế nào mới chặt. どうですか微妙。はい、みんな見ます。ラーメンはどうですか微妙。だから、ちゃんと見ちゃってないな。
không ngon. À, thường thế thôi. Ví dụ điểm nó 100 đúng không? Điểm 100 thì nó rơi được khoảng 40 thôi. Đấy chưa? 50 thì nó ở giữa rồi, từ bì miêu này nằm ở 40 rồi. Đấy chưa? You guys say how kawaii desu ka? Dũng Moli.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.